Người ta nói là sinh ra để sống. Thì đúng là mình phải sống, nhưng mà sống làm sao mình sống có trách nhiệm, sống có định hướng cho tương lai. Đó mới gọi là mình đang sống và trân trọng cái cuộc sống của mình. Hèn thấy một người mà họ mất đi cơ hội cho tương lai, đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Khi mà mình có một cái gì đó nó chắc chắn, như là mình đã có bảo hiểm, bạn tự tin cố gắng trong cuộc sống, bạn tự tin theo đuổi ước mơ của mình, hãy sớm bảo vệ bản thân của mình.